Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Nay thì Thắng tiếp tục quay trở lại Lũng Cáng. Cũng sau những ngày cuối tuần Thắng đi cao nguyên đá. Đây là măng. Đây. Nay Thắng mua được măng rừng, măng trúc, cái loại măng bé tí, rất là ngon. Xào với cả bồ câu, ngon nuốt lưỡi luôn. Đây là nhà của anh Báo, Thắng đã cho mua thêm sắt đấy và pelu. Còn thiếu đâu thức như nào thì nhà 32 triệu mấy trăm, đây là nhà anh Báo thì sẽ thanh toán sau. Sao lấy nhiều sắt thế nhở, có liệu có đủ không ấy? Cái này mang vào để nấu này. Cái này để hai con này tí để xào măng nhá. Xào măng với cái này gì? Vâng. Hết à? Và lô trở vào ở đây. À, xin chào bà bầu. Thì chính ra bảo là sắt ấy, tính ra là nhà ông Báo này vẫn phải mua hoàn toàn sắt trên này. Nhưng mà kia xa, kia gỗ nó ngắn rồi. Gỗ kia làm sao? Nó ngắn. Ngắn như nào không vào được đây à? Không vào được, đang dưới này. Đang dưới này 4 mét. Thế cái này? Cái này là 3 mét. 3 mét. Ôi giời. Thế không cố mà ép nổ vào. Mua những cái gì rồi nhỉ? Bảo mua được bao nhiêu rồi? Đủ hết rồi. Đủ chưa? Đủ hết rồi. Đủ để mai gọi ngày kia gọi chung lên để thanh toán vật liệu nhà anh em Báo xem là. Bây giờ không thiếu cái gì đó. Hết khoảng 30 triệu không? Hả? Chắc hết đấy. Chắc không hết đâu. Hả? Chắc không hết đâu. Khoảng 25 triệu đấy. Thế vợ anh là bao nhiêu giờ sinh để con biết, để con vật liệu nhà anh? Tháng 10. Tháng 10 âm hay dương? Dương. Dương á? À? Mùng 9 á? À? Mùng 9 tháng 10 dương á? À? Thế thì sắp rồi gì nữa à? Thế thì trong tháng này rồi, đến tháng rồi gì nữa à? Đúng không? Nói mùng 9 thôi nhưng mà không còn sớm hơn đấy. Ông Báo vẫn đang đào cái này nữa cả. Vâng, san nền đấy. À, cái này san nền à? Vâng, xin chào. Vâng, xin chào. Mất cái luôn cả lâu nè. Lâu nó có chuyện mà chờ đâu. Mà chờ trâu cũng luôn nè. Vịt. Châu thì tôi ở câu cái nào chị? Chị này nè. Ờ, cho đây tuồn đó mà. Tuồn quá à. Tuồn à. Mang mang ngày thì tí nữa em ấy nha, bảo nhá, bảo cách làm nhá. Ủa tất tuồn xuất mà cháu vừa. Ủa tất tuồn à. Gọn với đấy. Cứ làm bồ câu đi ăn. Em đi lên nhà bác Quẩy khoảng 5-10 phút em xuống. Vâng. Lên nhà bác Quẩy ăn xong rồi em xuống ấy. Đây là công trình nhà bác Quẩy. Xin chào gia đình. Vâng. À, xin chào nhé. À, này chát được à? Sao không lập trước đi? Sáng mai à? À. Tôn lên hết chưa? Bây giờ là vật liệu còn thiếu những cái gì nữa? Vâng, chào bác. Thiếu gạch
gạch hoa thôi gì? Gạch hoa của nhà gì, ra nền nhà gì? Mỗi thế thôi phải không? Còn cái gì nữa? Thế thôi. À, còn một cái căn nữa. Cá chát à? Vâng. Chát được đầu hồi này mới cả những cái gì rồi? Trong này rồi à? Thế thì sắp xong rồi gì nữa? Thiếu một xe cá chát à Thắng? Một xe cá chát này. Thế cửa tự làm nhá, cửa tự làm bao cửa gỗ nhá. Bảo làm giống như ở nhà của bố Quả này. Làm rất là đẹp, bảo bóng không là làm ốp vào nhà em có cái gỗ ván đợt trước ấy. Đấy, nhà trước nhà chú cũng lấy cái ván cũ của nhà ra nhờ. Đấy, làm cái bộ ấy đẹp, bền. Gỗ đấy là gỗ gì nhỉ? Dê. Dê à? Cái mỡ. Cây mỡ à? Vâng, chào bác Quẩy. Đấy, bắt tay bác cái. Đẹp rồi, nhà đẹp rồi. Cái Pro kia là mua lâu chưa? Mua được 1 năm. Pro này xong làm bán mái luôn chứ? Không, Pro này thì chắc là để cái sau này cũng vẫn bán mái. Làm cái trái cửa bếp kia nào. Cửa trái nữa nào? À, cái mà xuống nhà bếp kia gì? Từ nhà xuống bếp kia gì? Làm gì lợp hết thứ kia? Nếu không làm lết kia thì mua thêm Pro nữa để làm luôn bán mái ra. Bán mái thì là đổ bê tông lên à? Đổ cột bê tông lên à? Hay là có cột? Hay là lấy cột nhà cũ kìa? Dạ? Cột sắt như nhà xính cột chân á? Loại nào cơ? À đây gì? À. Làm luôn cho nó đẹp. Vật liệu bây giờ tính rằng còn đã hết đủ 80 triệu chưa? Mỗi gạch hoa nữa thôi gì? Thế thì mai bảo nó lấy gạch hoa đi. Gạch hoa mới xe cát đi. Xong là để anh lên anh thanh toán xem là còn thừa bao nhiêu để chuyển tiếp làm luôn bán mái ra. Lấy luôn này. Làm luôn một nẻo không có dây dưa ra lằng nhằng làm gì cả. Mà chị ấy bảo rồi là không đưa lại tiền mặt cho gia đình nhá. Cứ làm hết bằng, làm cái gì là làm luôn cái đấy. Đấy, dã bằng sạch. Chị Hạnh nhé. Ừ. Bác Quẩy biết làm cửa gì? Mình tạ làm thôi. Làm đẹp gì? Đẹp được như nhà Quả gì? Đấy, có nếu mà có cái sơn kia phun vào nữa thì đẹp lắm. Cố mua mấy cái lọ sơn PU ấy. Sơn bóng vào. Rồi. Vâng, chào bác. Rồi. Anh chát rồi. Nhưng trong này sắp xong rồi. Đây một buồng này. Đúng rồi, buồng này để như này là hợp lý rồi. Cao nên là không thở được đấy. Và lô kia ấy lợp chỗ này. Nhà bác Quẩy ấy. Mai là lập xà, là lập nốt mái, mua thêm Pro. Xin chào, đi đâu về đấy? À, vừa thấy bác Phù đây mà, đi rồi à? Không, anh ăn ở dưới nhà Páo, anh Páo kia rồi, đang điện bảo rồi. Ăn cơm hôm nọ chưa vừa ăn nhà em rồi. Mỗi hôm ăn ở một nhà.
ăn nhiều quá sợ không chịu được. sợ ăn nhiều quá gia đình mà thằng này ăn lắm thế. Nào cũng bảo ăn cơm đấy. Ăn được bao nhiêu lắm đâu. Quả nó không biết nó ấy chứ, để nó điều tra xong hộ nghèo chứ nhở, xong để bảo Sơn nhở. Làm hết rồi. Xong rồi ạ? À? Thế không, xong để bảo Sơn nhà văn hóa xong rồi để ấy. Sơn rồi ạ? À? Nhà văn hóa? À thế ạ? À? Thế mình đi qua không để ý, chắc là cháu không... Hôm qua là mấy anh em làm hết rồi ạ? À? 4-5 người làm một ngày. À vâng, mà ok rồi. Sơn rồi, thế để cháu bảo nó in phông bạt sân khấu khác nữa. Mới cả làm cái biển nhà văn hóa. Xong bảo nó thay cái cờ Tổ quốc ấy, nó bị bạc rách rồi. Hôm đấy cho 10 cái mà. Nó gió quá. Vâng, gió thổi mạnh, nhưng mà từ hôm mình lắp đến giờ là mấy tháng rồi. Nó phải nắng. Nắng mưa là nó là vải, nó bạc mà. Đó, nhà bác Quẩy nhá. Thôi bây giờ lại đi xuống nhà anh Páo á, nắm được tình hình cho chị Hạnh với cả vợ anh ở Sài Gòn đấy, giúp nhà bác Quẩy 80 triệu công trình nhà bác Quẩy đấy. Nếu mà còn thừa tiền nữa thì sẽ làm tiếp cả bán mái vẩy ra cho bác Quẩy. Vâng, bán mái thì chỉ mua Pro thôi, lên là ok rồi, là lập được là thoải mái rồi, như nhà xính cụt chân đó. À, chuyển nhưng là ok rồi, nhà tắm, nhà vệ sinh rồi, bếp kia là ok rồi, nhìn đó nào nữa. Đây, nhà văn hóa đây, trưởng thôn nhé, thứ đã cho sơn lại hết rồi. Đó, mới đẹp, chuyển sang màu vàng rồi nhá. Lá cờ thì bảo trưởng thôn để cho thay lá cờ đi, bạc quá rồi. Chỗ này lúa của bác Phù sắp chín rồi, đang bảo là xong gặt hết thì lấy cái vườn của bác này thì hỏi xem là có cho trồng rau bắp cải không, thì trồng bắp cải. Phù, bao giờ bác gặt lúa nhỉ? Mấy hôm nữa. Khoảng sang tuần à? Hay là trong tuần này? À, trong tuần này đó. Trong tuần này á? Mày là đi làm thi trên kia sông. Dạ? Còn tí nữa. Trong kia vẫn còn tí nữa. Đang gặt trong kia ạ? Ở trong kia gần sông là còn một đống thôi. Cháu đang bảo này, gặt xong cái này thì bình thường thì mọi năm nhà bác gặt xong là để không đến Tết luôn à? Để gần... thả nước vào là đến Tết là phải là vụ xuân. À, thế bây giờ sang tuần gặt phát xong là thế rơm thì bỏ đi đâu, rơm đốt luôn đấy à? Rơm là đúc được, là đúc không được là cũng để trong ruộng, cái nó thối trong ruộng. Thối trong ruộng. À, nếu mà rơm mà thừa thì cháu để cháu bảo mấy thằng xính kia nó xin một ít cho đắp lên cái gốc cây thanh long ấy. À. Được gì? Làm gì không được, kia là sờ nó lùi lấy được mà. À rồi rồi, được rồi, thế để cháu bảo bọn nó là bỏ lên cái gốc cây thanh long ủ ở đó cho nó giữ độ ẩm với cả nó khô. Mới cả bọn cháu sẽ mua giống cây bắp cải với cả mua phân cho bác trồng bắp cải ở đấy. Bắp cải kia là trồng hai thửa đời này cũng đủ rồi. Đâu, chỗ nào, hai thửa nào? Hai thửa bên này là đủ rồi á? Ôi, cháu đang muốn trồng hết cả một cái chỗ đấy chứ. Không trồng kịp được. Sao không trồng kịp được? Bây giờ cho phân mà mấy cả giống làm gì mà không trồng được. Là phải, trồng kia được. Chỗ kia mà trồng là đến mùa rau cải, bắp cải bác bán là bao tiền, từ giờ đến Tết bác bán được bao nhiêu tấn bắp cải luôn? Gần Tết là được rồi. Bây giờ trồng gặt xong phát là bừa lên phát, cuốc lên phát là bón phân mà băm đất ra là... Bây giờ cứ chiều khu mấy là ngày ngày cũng mưa như này, ở trong ruộng cũng còn nước. Không sao, bây giờ cứ gặt đi là xả hết nước rồi, xong là ấy thôi. Cháu khắc vào có kỹ thuật để trồng.
trồng hết cái chỗ bên kia nhá. Phân thì chợ phân phân chuồng hay phải mua thì hay là mua phân tổng hợp? Phân chuồng cũng còn tí, cũng còn mà chả có là người nó hỗ trợ, là bọn cháu hỗ trợ hết cho bác giống với cả phân. Bác chỉ việc cuốc trồng ấy thôi. Nhiều quá sợ không trồng được hết. Không sợ, thoải mái, ok luôn. Bảo bác gái thế nhá. Nhưng mà bây giờ sang tuần cứ tháo nước đi, xong cháu bảo bọn nó. Bây giờ tháo lâu rồi. Vâng, bây giờ bác đừng cho nước vào nữa nhá. Để cháu ấy, cháu ở đây là dân vẫn chưa biết là tận dụng có đất có ấy trồng bắp cải nhiều. À, mày đi xuống nhà chú Báo ấy. Xuống nhà chú Báo đi, đang đi đâu ấy? Nhà anh Lũng làm gì? Làm gì? Chở xi cho nhà. Nhà anh Lũng. Nhà bác Quẩy đấy á? Nhà bác Quẩy gì? Chở xi cho nhà bác Quẩy á? Chở nhà anh Lũng với à? À, thế thôi mày đi lên đấy đi. Nấu cơm trên đấy à? À, thế thì đi xuống nhà chú Báo đi. Anh bây giờ xuống đây. Cho cả máy cho Báo kìa. Vâng. Bây giờ lấy cả Polo cho Báo, anh Báo kìa. Bà 32.500.000. Nhưng mà để mai bà tính tiền nữa, không biết là hết bao nhiêu. Cháu nhận được bằng đấy tiền thôi. Vâng. Nhà Báo kìa hay là. Vâng, nhà anh Báo đấy. Vâng. Chắc là cũng đủ cái nhà kia hay là. Vâng. Thôi thế nhá, bác nhá, cháu bàn thế nhá, xong là nếu mà trồng được là mai kia bác cứ gặt xong phơi lúa xong là cháu chắc cũng phải sang tuần cháu mới rảnh được. Tuần này cháu mấy mai kia cháu về Tuyên Quang rồi, thứ bảy cháu về rồi. Vâng. Lúc nào làm nào, lúc nào gặt trong rồi. Vâng, rồi nhá. Cứ bây giờ thôi, cứ trồng được bao nhiêu đám thì trồng, nhưng mà trồng hết bên kia, cố trồng được bên kia. Vâng. Sao ấy? Hôm kia thử sức kéo à? Vâng. Đâu, vào đây, nấu ăn hộ phát, hàng ngày làm được. Hàng ngày biết nấu ăn. Bê gì đấy? À, sợ nước nó ngấm gì? À. Cho cái điện bếp lên được rồi, tối quá. Đâu bồ câu được chưa, chặt ra chưa? Rồi bây giờ mang chặt cái này ra. Với thớt. Cái này phải xào kỹ mới ngon. Vâng. Thôi được rồi, thôi chặt rồi thôi. Đấy, cái đấy chỉ cần thế thôi. Bồ câu mà nó bé mà. Đây, xào với măng. Rất là ngon. Rua à? Rua à? Rua tí măng đây dập à? Báo lại đi đâu rồi? Hái gì? Rau đắng á? Rau đắng nấu mấy cái gì? Hái đu đủ á? Thôi, cái đấy không cần phải chặt chân rồi. Cái này ăn bồ câu này, xào măng này bao giờ chưa? Hả? Ăn bồ câu xào măng bao giờ chưa? Đã chưa. Cho ra xong rồi cho ra rổ ấy. Cho vớt ra rổ ấy. Vợ anh Báo này mới sinh năm 87 nhỉ? Báo. Vâng, Báo này. 87 mà đã có con rể.
lấy canh lấy ấy để nấu canh đắng à? Nấu bằng cái này á? Hả? Ông Báo thì lấy rau đắng nấu mấy cái gì? Cái nào già, cái nào già là bỏ. Đây, cái này như kiểu già đến đây là bỏ. Đấy. Già quá không ăn được ấy. Không ăn được. Ừ. Cái này thôi. Này được rồi. Cái này là măng đầu mùa đấy. Lũng cá có măng này không nhỉ? Chung trảo biến ấy á. Có nhưng mà bây giờ không có rồi. Bây giờ đi, đi đâu rồi? Sao? Làm canh đắng. Nhưng mà nấu với cái gì? Nấu với mè gà. Mè gà nó chả băm ở đây rồi. Mè cái gì nhỉ? Bồ câu á? Câu bé quá. Thế con của con vịt đâu? Cho vào luộc hết rồi à? Luộc. Mang ra thái ra vẫn nấu được. Đấy, nấu được, vẫn nấu được mà. Nhấc gắp nó ra đây, tí nó mang đây thái. Chỗ này anh xem nó ở đâu nào xong rồi nhấc nó ra. Sao? Làm sao? Ông bảo sao? Thái nhỏ á? Dập ra đó. Đó vừa đó, vừa tầm thôi, đừng không để nó gãy đấy, vừa đây. Đó, rồi thả vào luôn bồ câu này. Tí nữa ướp luôn, thái luôn. Cái này nó phải cần tí đảo lâu. Xem cái ấy đâu vớt đấy ra ấy. Cái mề của nó ấy. Để tí nữa nấu canh đắng thì phải lấy cái nó thì mới nấu được. Mới tiếc kìa. Cái này trước ông trồng được một đắng. Bú báo á, trồng được á. Nhưng bây giờ không còn nữa. Sao sao không trồng để trâu ăn hết cái này nữa. Dập ra. Cái này mà ngâm ớt là bọn nó thích ăn nhất rồi này. Một canh. Cho một canh nữa. Rồi, rồi. Cho mới nhiều gì? Không có ấy à? Không có cái ấy to hơn à? Có mà. Cái thớt chị để vào cái ấy kìa, để vào viên gạch kìa. Đúng rồi. Ê, còn rồi.
Đó, cứ đứng đấy cầm để chịu khói ư. Rồi. Cẩn thận đất rơi vào. Cái măng này bây giờ ở Hà Giang đang bán rất là đắt. 20.000 một bó này, nguyên chỗ măng này 40.000. Đảo cho chín đi nhá, măng là phải ăn chín đấy. Đâu báo đầu. Đấy ông Vàng ấy bảo là mai lập nhà là chưa có gì ăn à? Chưa có gì. Hết sạch sành xanh gì à? Bây giờ như này nhá. Nhà anh còn cái đàn lợn bé kia thì mai anh lên nhà thằng Báo, em đang nuôi trên đấy là hai con đỏ ấy. Bắt ở hai cái con đỏ kia, còn con đen bên này đừng có bắt, là con đen to kia của em là có thể mai kia em mổ để em còn mang về sinh nhật thằng con em ở Tuyên Quang. Em cho anh vay một cái con đỏ đấy. Nhá, con đực ấy. Con đực to ấy. Không phải, con của anh đây nó bé. Anh cứ bắt con kia nó to hơn. Rồi. Khi nào con này của anh nuôi to bằng con đấy thì em bắt con của anh. À, hiểu không? Vâng. Bây giờ anh thịt con kia bé tí thì làm cái gì? Dạ, anh hiểu chưa? Mấy ông Vàng ông phải giải thích cho nó, ông Báo. Rồi. Chứ không phải là ông lại sợ là vay là sau này trả tiền. Vâng. Vay là đây là cái đàn lợn này nó còn bé quá. Xong là bây giờ là lấy con kia về. Xong là vài tháng nữa thì em xuống em bắt khi bao giờ bằng con đấy, cứ cân con đấy lên. Bao nhiêu cân? Tí nữa chỉ thế thì mai sáng mai lên bắt nhà Báo nhá. Thì mai lập nhà thì ông Vàng ông bảo đây mai. Mai lập. Hả? Mai lập. Bảo Báo cái gì, lợn của em tí nữa em cắt điện cho Báo. Xong là mai anh lên bắt. Nhá. Cứ thế thôi là xong là con này của anh nó bé tí này thì anh nuôi khi nào to lên thì giả em. Vâng. Anh hiểu chưa? Rồi chứ không phải là em cho anh vay đấy xong là mai anh giả tiền em. Anh làm gì có tiền đúng không? Thì ông Vàng cũng bảo là nhà Báo nó không còn gì, nó vay hết tiền nữa hết đấy rồi thì nó lập nhà bây giờ không có mai có người về giúp thì không có gì ăn. Em nhờ bao nhiêu người cả nền đó. Mai là láng cả nền và lập cả nhà đúng không? Em nhờ người hết rồi. Nhờ tổng là bao nhiêu người? Chục người. Chục người mai là láng nền và lập nhà đúng không? Thế thì lên bắt con nhà Báo nhá. Bảo vợ anh Báo như thế nhá, anh Vàng nhá. Không đến lúc mà mai là tưởng em không về cũng phải đi bắt à? Đây em điện cho Báo xong là cứ thế mà mai lên bắt thôi. Bây giờ em điện cho Báo hỏi. Các ông tôi nhức đầu. Bây giờ em điện cho Báo hỏi xong là mai nó khắc ông đấy. Alo. Alo em đâu rồi? Báo ơi. Báo. Đang làm gì đấy? Em vừa đi trong nhà chẩn. Anh bảo này, mai anh báo già này, anh cho anh ấy vay một con lợn thì mai anh ấy lên bắt cái con lợn đỏ đực của anh đấy nhá. Vâng. Sáng mai anh ấy lên bắt nhá. Con đực ấy. Con đực đỏ ấy nhá, anh có hai con đỏ trên đấy đúng không? Vâng. Thì cho bắt con đực nhá. Xong là cân lên xem bao nhiêu cân nhá. Vâng.
xong hôm nào anh ấy lợn của anh bé, anh ấy bé ở dưới này thì anh nuôi lớn thì anh lấy lại dưới này sau nhá. Đấy em bảo báo nhá. Ồ cái này rửa chưa, vừa thịt sống dạ, vần này hả? Cái miếng nhựa này này. Cái lúc nãy rửa. Ai rửa? Chẳng biết. Mày đấy chưa, chúng mày ăn thịt sống phải để ý làm việc gì. Bỏ cái dạ, đây này con đỏ đỏ máu máu này. Chúng mày vừa chặt, vừa chặt bồ câu xong chẳng chúng mày chẳng để ý. Ăn uống nó phải sạch sẽ vào. Nó vào cái này. Thế vào cái này này, cứ để đấy. Thế vào cái này này. Đây mà này. Đấy, anh mà không nhìn thấy chúng mày đấy. Máu vẫn còn be bét kia. Thôi được rồi đấy, được rồi đấy. Măng măng được rồi đấy. Ủi cháy hết rồi đấy. Vừa tầm đấy, cháy cạnh á. Bỏ xuống đi, anh múc múc ra đi không để nấu hoa đu đủ vào đây. Con lợn, đàn lợn của anh Páo này dưới này chắc gì đã được 10 cân một con. Được chưa? Hả? 8 cân một con thì thịt thì có chả phí đi không? Không phải cái con kia đâu. Cái con đực đây này. Đực nào? Đực đây. Chẳng biết thì tôi là tên nào mà hả? Đứa này, xem đi. Mẹ quá. Nếu mà anh có con đực thì to rồi thì nếu mà bé thì thôi. À, to rồi thôi. To. Thì... khoảng được một bữa, thoải mái. Đâu con nào? Đâu? Cháy nhỉ? Con này. Con nào? Đây á? Đấy. Thì con này á? Đấy. À thế thì được, con này bằng con của em thôi. Đi tu. Hay là con này nhỉ? Con nào? Vừa là từ giờ. Chúng ta con này. Con đó. Thì con này á? Ừ. À thế thì thôi. Con này không bé đâu, con của em cũng bằng này thôi. Yeah. À, thế thôi cứ bắt con này đi nhá. Nhưng mà mai em phải ra chứ. Mai em trưa mai em lên. Trưa mai lên nhá. Thế thì ôi lợn của ông như ấy thôi. Lợn của ông cũng to bằng của em thôi. Em tưởng cái đàn tí tí kia. Hai con đỏ kia của thôi cứ bắt con này thôi. Ừ. Em tưởng là cái đàn me me kia 8 cân kia. Cái đàn me me thịt phí. Thế thì em thì tưởng cái đàn bé bé đấy. Lá đu đủ này trên cao không cần phải rửa đâu mà. Không cần đâu, để cả chùm cho em ạ. Bỏ đổ đó. Tí cho ông Vân nó thái. Lần sau ăn uống những cái này sạch đồ chín đồ chiếc là phải để ý vào. Đừng có để nhau đến ăn đi ngoài đấy. Mai em đi làm việc cứ tí lại chạy đi chết đấy. Ăn uống phải sạch sẽ đảm bảo. Cái mề mê gan kia thì Thái Dương ra để cho anh Vàng anh ấy nấu canh đắng bên kia. Hai đĩa rồi, bốn mâm đĩa. Thái à? Mang anh mang cái bát tiết đây, nó thả luôn vào cái bát tiết này. Cái thằng Vân đừng động vào cái bát tiết đấy. Mày tay tí này.
đủ chín, mình đang làm đủ chín để cho anh vàng anh cầm nhá. Cánh đắng thái nhỏ nhỏ ra. Đi cùng anh một thời gian mày biết nấu cơm luôn. Nhỏ ra, thái nhỏ càng tốt. Trung ơi, anh bảo này, trưa mai em lên thanh toán để anh thanh toán tiền vật liệu nhà anh Báo nhá. Trưa mai nhá. Trưa mai 11 rưỡi nhá. 11 rưỡi 11 giờ 12 giờ anh thanh toán tiền nhà anh Báo khoảng bao tiền rồi? Vật liệu ấy. Bây giờ em đang đi xe, rồi ok. Chín chưa? Sao để dài thế? Đậu xào, măng xào, bồ câu, thịt vịt. Đấy, cái chảo ấy nấu luôn canh đắng ấy. Đâu nước luộc vịt thì à? Nước luộc vịt đổ vào chứ. Đổ vào luôn được rồi đấy, tại vì nó có tiết mà. Nguội rồi đấy. Đấy, ui dồi ôi, ngon luôn. Rồi, ok. Cứ đun sôi không à, cho bột canh vào là được. Canh đắng ấy. Mai làm nền và các bạn biết rằng là nhà anh Báo là nó không được thuê, không có tiền thuê, nhờ người thôi. Nhờ người thì họ chỉ đến giúp cho là cái công thôi, đổ nền với cả lợp mái. Nếu mà thuê thì đội anh Vàng đã phải làm hết rồi. Mà thuê không có đủ tiền thuê, chỉ nhờ vả hết cái ngôi nhà này. Được chưa? Được rồi, bắc xuống đi chị ơi. Chín rồi đấy. Canh đắng được rồi. Cơm đi. Đây em Vân đây phải không? Tên là gì nhỉ? Trăng à? À tưởng Vân mới là Trăng. À nó mỏ à? Thật thì cho cô luôn mà tạo mà ó luôn.
Ôi đừng đừng anh ăn làm bát canh đắng á. Mấy anh em làm tí canh đắng. Canh đắng. Đây. Thôi em cứ múc cơm đi để anh lấy cho. Rồi. Anh Vư cụ tay ngồi lui vào. Ngồi lui gần vào. Đó đấy. Tự tin lên. Anh Vư có ăn này không? Hoa đu đủ không? Thế à? Lá này anh cũng ăn nhiều à? Phải thuốc không? Phải thuốc không? Bọn nó lấy âm ầm á. Nó còn chả cái cây kia đấy. Rồi, ăn cơm đi, cơm đi, mọi người ăn đi, cơm đi. Nó mỏ à? Anh em nó mỏ đấy. Nó mỏ rồi. Rồi, mang đây. Mềm mén à? Mềm mén rồi, ăn canh đắng ngon lắm. Đây cua mà. Đang gọi ăn thịt chuột kìa. Xính bao nhiêu? À, ăn đi, nó ăn. Nó đắng. Thế là mai là cả đổ nền lẫn là má luôn. Xong 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 luôn đấy. Còn đấy. Mấy ngày đi mệt thật. Rõ rồi. Mày. Quát chó đi. À, quát chó. Không nó cắn anh. Đấy, ngàn đẹp chưa? Xính đâu? Chưa nấu xong à? Bây giờ mới đang thái à? Ấy anh phải chạy xô à? Em dâu đâu? Ngủ thấy người thế nào rồi em ấy? Đỡ bình thường rồi. Đỡ bình thường rồi gì? Nhận ra em rồi gì? À thế ok rồi, thoải mái rồi, đỡ bình thường là tốt rồi. Nhìn như chó nhỉ. Anh ăn vội ăn vàng như kia mà tưởng chắc là xong rồi. Lòng ở đây à? Xào trước à? Xào cho tiết, cho vào tiết này xong là tí ăn đỡ đau lưng. Tiết canh nhỉ? Ăn đỡ đau lưng á? Dồ. Nghe ông bà cứ nói bảo có thì ăn vào đỡ đau lưng. Thế à? Này tí nữa xào với gừng nhé các bạn nhé. Gừng với cả thảo quả. Nếu mà có thảo quả thì cho vào, nhưng mà không có thảo quả. Đưa em gái đi học. À, anh ấy thường nhìn tối tối không ấy. Nó lại nhìn thấy nó lại chào, em chào anh Thắng. Giật mình. Nó nhận ra anh Thắng thế là tỉnh táo ấy, chuẩn đấy. Ok. Em nay, bắt đầu đi làm. Em dâu của em á. Dạ. Bắt đầu đi làm rồi. Dạ. À. Thế là tốt rồi anh nhỉ. Dạ. Thành công rồi đúng không? Dạ. Ừ. Bắt đầu đi làm tự nhiên vào đang đứng kia chào anh Thắng rồi. Rất là tốt. Thằng nào ấy đi xe vào đấy. Em
cầm mặn thôi. Ngon đấy nhờ. Cái gan nhưng không thái ra. Để cả cá luôn. Chín rồi anh chứ. Chắc chín rồi. Đấy bạc xuống rồi. Ngon chưa? Đi thích giật nhậu nha. Chuột to cân 2. Đấy các bạn nhìn xem. Kéo kéo cái chân của nó ra nhỉ. Chân nhỉ. Chân đấy. Đâu ạ? Đấy 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 đấy. Đấy chân đây. Đây. Ừ. Đấy chân đấy. Đấy. Giật núi. Các bắt ra được. Ba con. Rồi, ngon đấy. Canh nhạt à? Canh mặn. À. Anh ngồi chơi tí ăn vui mà. Tại vì anh ăn cơm dưới nhà anh Báo rồi. À, các bạn thấy cái đèn này nó sáng không? Sáng khắp cái sân này luôn. Đấy. Quá sáng. Nhà em xính. Là gạch hoa đẹp. Chưa làm bàn thờ à? Chưa đóng vải đỏ à? Bao giờ mới làm? Tết à? À. Có, ui, có cái gì cũng được. Thế là tốt quá rồi. Mày cứ nhớ đến anh ấy là được. Có món ngon biết gọi anh Thắng. Không có món ngon cũng gọi anh Thắng. Thế là tốt. Hôm nay đi làm rồi chứ? Hả? Mây. Phải mây nhỉ? À mai nhỉ? À, đi làm rồi chứ? Khỏe rồi gì? Chịp bầu hài à? Không có. Bát anh không phải. Anh ăn ở anh đúng không? Anh ăn một bát cơm ở dưới kia rồi. Còn ai nữa? Còn một thằng nữa mà. Đàn mình gọi như anh xem anh mới xong. Thằng kia chưa có vợ đâu gì? Chưa. À. Hai vợ chồng này là thằng em này tên là gì nhỉ? Hòa. Hòa. Hòa Mai à? Thế hôm nay là gia đình đi làm cái gì? Hả? Đi hôm nay chặt củi. Chặt củi à? Cả nhà đi chặt củi. À. Chặt củi về để dự trữ vào đấy đúng không? Sống nhờ củi thì không có bếp ga, đun củi thôi. À, cho mẹ mẹ vào đây nó ăn thịt đi. Nó ăn được không? Chưa biết ăn. Chưa biết ăn à? Cái mai này nó béo lên đi nhờ. Phải không? Béo tay to. À, trước gầy yếu. Đó, à, giờ béo mập lên. Ăn cơm đi, nó mỏ. À. Thế còn một thằng nữa. Có chờ không? Chờ nó chứ. Chắc không chờ. Nó đi gọi đây mà, nhà bên cạnh ấy mà. Thế à? Ừ. Này. Hai anh em uống rượu thì cứ uống. Anh không uống đâu. Còn. Nước à? Để nước rồi. À nước. Để nước sôi, lúc nào ăn mềm mềm cũng trà nước đấy. À. Ăn nó ngon miệng hơn. Ừ. Ờ, ăn cơm à? Đây gì, gọi hai này gì? Không gọi đứa anh ơi, đây là một đứa em ruột. Vào ăn cơm bé. Đó. Ừ. Cú chẳng nát đặc chứ. Này, vâng ngồi đây. Kia ngồi xuống đi, kia phải em không? Đó. À, thằng chưa lấy vợ à? Chưa. Mười mấy tuổi rồi? 18. 18 tuổi à? Ừ. 19 rồi à? À. 2 lệ 2. Mày sang năm vớ vẩn ế rồi đấy.
Thôi ăn cơm đi nhỉ. À, nó nhá, anh là anh ăn cơm rồi, xính nó gọi lên thì anh chạy lên tí với cả gia đình. Vừa lâu rồi cũng chưa gặp Mai này. Mai giờ là khỏe mạnh bình thường và rất là nhanh nhẹn, hôm nay đi làm buổi đầu tiên rồi. Đó. Thôi mời nhá, mời gia đình nhá. Vâng. Ừ, ăn cơm đi. Em mời anh Thắng. À rồi. À, anh dùng bữa tối nhá. À, còn làm cái chân chuột. Chân chuột. Ăn đi, ăn đi, thịt chuột, thịt chuột. Ừ. Rồi. Đó là chén. Mời mời các bác nhá. Ừ. Ấy da. Cân ba. Dài. Chắc phải dài lắm đấy. À. Chuột chuột đực nhỉ. Vâng. Ơ, tiết mà mày không ăn à? Ăn rồi. Đã ăn rồi á? À? Vâng. À, chưa đau lưng à? Vâng. Các cụ bảo thế á? Nào các cụ bảo có thì muốn ăn thì em, không ăn thì thôi. Ừ. Anh chỉ thấy nói bảo là ăn cái tiết đấy thì là chảy không chảy máu cam. Thằng nào đấm vỡ mũi thì chỉ có vỡ mũi thôi chứ không chảy được máu. Đây cười gì? Này đi ra ngoài bệnh viện tỉnh chăm vợ cũng va vấp nhiều chứ nhỉ? Biết nhiều chứ nhỉ? Ít cười thôi. Ít cười thôi à? Vâng. Ừ. Nói thì vẫn nói được nhưng mà nói được ít. Thế à? Nhưng mà lúc nào nói cùng nói thì nó vẫn cười rồi. Thế à? Nó mới cười nhiều. Này còn cười nhiều hơn nữa. Trong nhà nói ít nhất là đứa này. Đứa này á? À, thằng này đã ít rồi, thằng này còn ít hơn nữa. Rồi. Cười ơi. Cũng lại chỉ cười thôi. À. Nhưng mà vẫn nói được chứ? Nói được mà. Thế à? Ai à? Chân chuột cũng cứng thật. Hai em này không ăn chuột à? Có ăn không? Có mà. Ừ, ăn. Nó, đây. Là mấy miếng. Chục miếng rồi nhỉ. Thôi, anh em, chị em ăn nhá. Ăn cơm nhá. Chào nhá. Khỏe nhá. Rồi. Hai vợ chồng làm ăn nhá. Tốt nhá. Rồi, anh cảm ơn nhá. Đấy, còn này nó có cái gì nó cũng gọi anh Thắng. Như thế mới được chứ. Nhá. Rồi, anh cảm à chào Xính. Rồi. Nó có con chuột nhưng mà nó vẫn nhớ gọi anh Thắng. Mà anh Thắng ăn cơm dưới kia rồi mà vẫn cố lên với cả gia đình. Về thôi. Muộn rồi. À xin chào. Chào nhá.